Hello, ngoài đường biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Hiện tại thì mình đang theo dõi buổi tập của các thành viên đội tuyển Việt Nam. Và ngày hôm nay có khá là đông người hâm mộ được phép đứng gần và theo dõi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tập luyện. Có thể nói là hình ảnh rất là tuyệt vời vì 2 ngày nữa thì đội tuyển Việt Nam sau khi thi đấu xong với đội tuyển Ấn Độ thì cũng sẽ tạm biệt và trở về câu lạc bộ để tiếp tục thi đấu ở sân chơi V-League. Hy vọng rằng là ngoài đường pitch sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin hay về phần tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trời lại mưa và mọi người buộc phải vô để trú mưa. Trong khi là đội tuyển Việt Nam thì vẫn đang tập luyện ở bên ngoài. Hôm nay thì không rõ có một cầu thủ nào đang ngồi ở cabin huấn luyện. Không rõ là có vấn đề gì. Ở ngay khu vực container thì khán giả danh dự của buổi tập đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục ngồi thưởng thức. Nhà của anh mà, anh có quyền, anh muốn ngồi đâu là anh ngồi thôi. Cơn mưa lớn vẫn không ngăn được rất nhiều khán giả tiếp tục đến sân với hy vọng là một chút nữa sẽ được xem như là giao lưu với các cầu thủ. Ngay cả đài truyền hình thì vẫn đang đứng ở khu vực phía bên ngoài để quay buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Như vậy là người ngồi trong cabin của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay là hậu vệ Vũ Văn Thanh. Văn Thanh bị đau cơ đùi và đã buộc phải ngồi ở ngoài để xem các đồng đội tập luyện ở trong sân. Rất có thể là Văn Thanh sẽ không thể thi đấu trận đấu với đội tuyển Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9 tới đây. Ở phía trong khu vực cụm sân cỏ nhân tạo thì có một số thành viên của đội tuyển Việt Nam cũng đang tập luyện ở trong đó. Rất có thể họ sẽ không đăng ký thi đấu ở trận đấu với đội tuyển Ấn Độ. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì rất có thể là ở trận đấu với Ấn Độ tới đây thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình gồm những cầu thủ là trụ cột của đội tuyển Việt Nam thời gian vừa qua. Lúc này thì có đông người hâm mộ đang di chuyển ra khu vực có thể dễ dàng quan sát buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Như vậy là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang tập thực hiện đá phạt và chống đá phạt. Người vừa thực hiện đường truyền lúc nãy là Đỗ Hùng Dũng, còn bây giờ sẽ đến lượt Nguyễn Quang Hải. Huấn luyện viên Park Hang-seo có vẻ là không mấy hài lòng và ông yêu cầu tiếp tục tập những cái tình huống đá phạt như thế này. Liên tục. Đội tuyển Việt Nam cũng chỉ còn 2 buổi tập nữa ở trên sân quận 7. Ngày hôm nay là 1 và ngày mai nữa là kết thúc rồi. Và chính vì vậy mà
người hâm mộ tranh thủ đến để theo dõi các buổi tập của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Những hình ảnh rất là dễ thương của các cổ động viên, họ tranh thủ chụp hình những cầu thủ và chia sẻ cho nhau. Như thường lệ thì ở trên sân tập quan sát kỹ về chiến thuật cũng như là trực tiếp thị phạm cho các cầu thủ trong từng động tác ở trên sân. Đó là trợ lý Lee Young-jin, cánh tay mặt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Khán giả ở đâu có thể bị đuổi thì mình không biết, chứ khán giả mà ngồi ở ngay cái container kia là very VIP luôn rồi. Buồn cho Văn Thanh ngồi nhìn các đồng đội của mình tập luyện. Ở trận đấu trước thì Văn Thanh không ra sân vì dương tính với Covid-19. Tuy nhiên là sau 3 ngày thì Văn Thanh đã có thể quay trở lại để tập luyện bởi vì không có thêm dấu hiệu nào. Rất tiếc là đến khi mà chuẩn bị đấu với Ấn Độ thì Thanh lại gặp một sự cố liên quan đến cơ đùi. Văn Lâm đang được điều qua, không biết là qua bên cụm sân cỏ nhân tạo hay là qua khu vực khung gỗ để chặn những tình huống dứt điểm của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đang tập dứt điểm. Như vậy là Văn Lâm sẽ sang để cùng với Trần Nguyên Mạnh thay nhau cản phá những tình huống dứt điểm của các cầu thủ. Đây là một bài tập phối hợp dứt điểm. Công Phượng, Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải. Phía bên kia là Văn Toàn, những cầu thủ tấn công mà người hâm mộ rất chờ đợi sẽ được ra sân ở trận đấu với đội tuyển Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9. Nhóm các thành viên đội tuyển thì đã tập luyện xong rồi và bây giờ sẽ đi vào trong khu vực đại bản doanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để tắm rửa trước khi mà quay trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Cùng Quân vận động mỗi ngày, thu thập thẻ Quân, nhận quà từ Quân. Sang thẻ quà Quân trong mỗi lốc sữa Quân bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ, đổi ngay một quà cầm tay Quân, thổi bay cơn nóng mùa hè. Tích lũy 36 thẻ quà Quân, đổi ngay một ba lô hoodie Quân, không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa. Tích lũy 40 thẻ quà Quân, đổi liền tay một bóng phản quang Quân, thỏa sức vận động cả ngày. Sang thẻ siêu vận động, đổi một đôi giày Patin Quân siêu ngầu. Cực sốc, săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Săn quà Cool ngay thôi các bạn ơi!